Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Zim. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt thẻ cũng như là tạo mã pin cho thẻ ATM MB Bank thẻ mới nhé. Bởi vì là sau khi các bạn đã làm thẻ xong, nhận được thẻ như thế này rồi thì các bạn sẽ cần phải vào kích hoạt thẻ vật lý và tạo mã pin cho thẻ xong thì mới có thể sử dụng nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Và các bạn lưu ý là việc tạo mã pin cho thẻ mới và việc thay đổi mã pin cho thẻ cũ đã từng có mã pin là hoàn toàn khác nhau nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mã pin cho thẻ mới, tức là thẻ mà các bạn mới làm chưa từng tạo mã pin, thì cách tạo mã pin cũng như là kích hoạt thẻ sẽ như sau. Rất đơn giản thôi, các bạn cứ mở ứng dụng MB Bank ra, rồi đăng nhập vào tài khoản MB của các bạn. Rồi các bạn vào mục dịch vụ thẻ. Đến đây các bạn tìm đến thẻ mà các bạn cần tạo mã pin. Các bạn tìm đúng thẻ nhé. Các bạn có thể xem số thẻ, các bạn so số thẻ xem là trùng với thẻ vật lý mà các bạn đang có hay chưa. Tìm đúng số thẻ đó nhé, tìm đúng thẻ đó nhé. Rồi các bạn nhấn vào xem thêm. Đến đây các bạn nhấn vào kích hoạt chi tiêu thẻ vật lý. Tiếp tục nhấn vào kích hoạt chi tiêu thẻ vật lý. Rồi các bạn tạo mã pin tại đây. Đầu tiên các bạn nhập mã pin mới vào đây. Nếu là thẻ quốc tế thì mã pin sẽ bao gồm 4 số, còn thẻ nội địa thì mã pin sẽ bao gồm 6 số nhé. Thẻ quốc tế tức là thẻ Visa, hoặc là thẻ JCB, hoặc là thẻ Mastercard. Còn thẻ nội địa chính là thẻ Napas. Các bạn nhập vào. Mã pin ở đây chính là mật khẩu để mà rút tiền tại cây ATM, cho nên là nhập thế nào các bạn cần phải nhớ nhé. Tiếp theo xác nhận mã pin mới là các bạn nhập lại mã pin tương tự như trên. Rồi sau khi đã nhập xong các bạn nhấn vào tiếp tục. Tiếp theo là các bạn nhập mã pin digital OTP, mã pin giao dịch trên ứng dụng chứ không phải là mã pin của thẻ nhé. Rồi lấy mã OTP, nhập mã OTP, tiếp tục. Đó, đã thiết lập thành công, thẻ đã sẵn sàng giao dịch tại ATM POS. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của MB. Hoàn thành. Đó, như vậy thôi. Các bạn đã kích hoạt xong thẻ này và cài xong mã pin cho thẻ này. Bây giờ là thẻ này đã hoạt động rồi. Bây giờ các bạn có thể sử dụng thẻ này để mà đi rút tiền tại cơ ATM của bất kỳ ngân hàng nào, cũng như là có thể sử dụng để mà thanh toán, quẹt thẻ thanh toán tại cửa hàng siêu thị. Khi rút tiền hoặc thanh toán yêu cầu nhập mật khẩu thì các bạn sẽ tiến hành nhập mã pin mà các bạn vừa thiết lập. Như vậy thôi. Rồi, đó chính là đối với việc kích hoạt thẻ cũng như là tạo mã pin cho thẻ mới. Rồi, tiếp theo đối với việc thay đổi mã pin cho thẻ cũ thì như thế nào? Tức là các bạn đã có thẻ rồi, thẻ đó đã tạo mã pin rồi. Bây giờ các bạn muốn thay đổi lại một mã pin mới để mà sử dụng thì cách làm sẽ như sau. Đầu tiên các bạn cũng vào mục dịch vụ thẻ. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống phía dưới cùng. Rồi các bạn vào mục thiết lập thay đổi mã pin. Rồi các bạn sẽ thiết lập tại đây. Đầu tiên là các bạn chọn thẻ mà các bạn cần thay đổi mã pin. Muốn thay đổi mã pin cho thẻ nào thì các bạn lựa chọn. Rồi sau đó tại mục mật khẩu mới này các bạn nhập mã pin mới mà các bạn mong muốn tại đây. Và cũng tương tự đối với thẻ quốc tế như là thẻ Visa, thẻ JCB hoặc là thẻ Mastercard thì mã pin sẽ bao gồm 4 số. Còn đối với thẻ nội địa như là thẻ Napas thì mã pin sẽ bao gồm 6 số nhé. Các bạn điền vào. Tiếp tục xác nhận mật khẩu mới là các bạn nhập lại mã pin tương tự như trên. Rồi sau đó các bạn nhấn tiếp tục thôi. Nhập mã pin digital OTP để xác nhận thì các bạn nhập mã pin digital OTP vào. Rồi lấy mã OTP, nhập OTP, tiếp tục. Thiết lập thành công. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của MB. Đó, như vậy là mình đã thay đổi mã pin cho thẻ thành công rồi. Rất là đơn giản như vậy thôi. Từ bây giờ trở đi, khi mà chúng ta sử dụng thẻ này để mà đi rút tiền hoặc là quẹt thẻ thanh toán, yêu cầu nhập mã pin hay là mật khẩu thì chúng ta sẽ nhập mã pin mới chúng ta vừa thiết lập này. Rồi, ok, video này chỉ vậy thôi. Nếu cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy cho mình xin một like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi những video bổ ích mới khác từ kênh Sơn Zim nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.